Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Điểm Tin Bóng Đá, nơi cập nhật những diễn biến mới nhất về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Và ngay sau đây xin chuyển đến các bạn bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay, 24/1. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn thân mến, trong phần đầu tiên của bản tin ngày hôm nay, mời các bạn đến với tin tức thể Park sung sướng đón tin vui từ trụ cột chuẩn bị trở lại đấu tuyển Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, tuyển Việt Nam của chúng ta chuẩn bị có hai trận đấu quan trọng với đội tuyển Úc ngày 27 tháng 1 và Trung Quốc trên sân nhà ngày 1 tháng 2. Hiện tại thì chúng ta vẫn đang trắng tay tại vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Mặc dù cơ hội đi tiếp là không còn, thế nhưng toàn đội vẫn quyết tâm để làm nên những điều bất ngờ lớn tại sân chơi thế giới này. Tham vọng đó càng được củng cố, chắc chắn hơn khi mới đây các học trò của Huấn luyện Park Seo liên tục báo tin vui cho người hâm mộ. Cụ thể là trên trang cá nhân của mình, tiền đạo Tiến Linh cho biết là anh và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã có thể tự tập luyện và sẵn sàng cho trận đấu với Trung Quốc ngày 1 tháng 2. Trước đó thì đã biết là hai cầu thủ này vắng mặt đáng tiếc trong đợt hội quân cùng toàn đội sang Úc do vẫn chưa hết thời gian cách ly. Cũng trong trận đấu với tuyển Trung Quốc thì ông Park Seo sẽ đón chào sự trở lại của trung vệ Quế Ngọc Hải khi anh hết án treo giò. Bên cạnh đó thì các cầu thủ như Ngân Văn Đại hay Trần Phi Sơn cũng sẵn sàng vào sân nếu như được ban huấn luyện trao cơ hội. Còn ở chiều ngược lại, đội tuyển Trung Quốc đang có những bất ổn trong đội hình khi nhiều ngôi sao nhập tịch họ gần như là sẽ không tập trung cùng toàn đội. Một điều không may mắn khác của thầy trò ông Lee Sapeng đó là tiền đạo chủ lực Gulay của họ cũng đang có một chuỗi phong độ vô cùng đáng báo động. Có thể thấy là tuyển Việt Nam đang được ủng hộ cả về thiên thời địa lợi và nhân hòa trong cuộc đối đầu với tuyển Trung Quốc. Các bạn thân mến, chuyển sang một thông tin khác, mới đây báo Trung Quốc đánh giá là những phát ngôn của Thầy Park đã làm cho cổ động viên của Trung Quốc cảm thấy tức giận. Thông điệp quyết thắng của Thầy Park trước tuyển Trung Quốc đã khiến cho nhiều cổ động viên nước này cảm thấy nổi giận. Cụ thể là ngày 23 tháng 1, trang Sina của Trung Quốc đã có bài viết nói về phát biểu mới đây của ông Park Seo với tiêu đề: "Huấn luyện viên Việt Nam phát ngôn làm cho cổ động viên của chúng ta phải tức giận." Theo bài viết của tờ Sina này thì nhiều cổ động viên Trung Quốc đã phản ứng khi thầy Park đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ là sẽ đánh bại đội tuyển Trung Quốc do tân huấn luyện viên Lee Siapang dẫn dắt vào ngày 1 tháng 2 tới, tức là mùng 1 Tết Nguyên đán. Mới đây, huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam ông Park Hang-seo đã có một phát biểu rất đáng chú ý trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Việt Nam. Ông Park nói rằng Việt Nam sẽ đánh bại chúng ta vào đúng ngày khởi đầu năm mới. Những nhận xét như vậy đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ Trung Quốc. Qua những lời phát biểu của ông Park Hang-seo, có thể thấy là sức mạnh của chúng ta đang bị đặt dấu hỏi lớn. Ông Park rất muốn đánh bại tuyển Trung Quốc trong lễ hội mùa xuân mở đầu năm mới. Dù ông Park không nói quá nhiều, nhưng rõ ràng là ông ta đang đánh giá thấp tuyển Trung Quốc. Điều này khiến cho các cổ động viên của Trung Quốc cảm thấy tức giận. Các bạn thân mến, ngoài việc nhắc đến huấn luyện viên Park Hang-seo của tuyển Việt Nam thì tờ Sina còn cho rằng ở trận đấu sắp tới tại Mỹ Đình, tuyển Trung Quốc sẽ dễ dàng giành chiến thắng trước Việt Nam và dễ dàng hơn nhiều so với trận lượt đi nhờ dấu ấn của tân huấn luyện viên Lee Siapeng. Nếu tuyển Trung Quốc không thay huấn luyện viên thì Việt Nam vẫn còn hy vọng. Nhưng bây giờ chúng ta đã có nhà cầm quân mới, sức mạnh đã được cải thiện nên Việt Nam sẽ khó giành điểm. Nhiều cổ động viên cho rằng là khó khăn của tuyển Trung Quốc sẽ chỉ nằm ở trận đấu gặp Nhật Bản. Trước đó thì huấn luyện viên tuyển Việt Nam đã nhắc đến đội tuyển Trung Quốc và Thái Lan khi nói về phần còn lại của vòng loại World Cup. Cụ thể thầy Park chia sẻ: "Ở trận lượt đi chúng ta để thua Trung Quốc với tỷ số 2-3, bản thân tôi hay các cầu thủ đều đã phải nhận những chỉ trích và phê phán. Ở trận lượt về này áp lực còn lớn hơn bởi người hâm mộ Việt Nam rất coi trọng và đặt niềm tin ở trận đấu này, đặc biệt nó lại còn diễn ra đúng ngày mùng 1 Tết âm lịch. Chúng ta còn 4 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup và tất cả mọi người đều muốn giành chiến thắng trước Trung Quốc trong trận lượt về. Chúng ta là đội thứ 2 tại Đông Nam Á từng lọt đến vòng loại thứ 3 World Cup sau Thái Lan. Tuy nhiên, họ cũng chưa có chiến thắng nào. Chúng ta sẽ cố gắng thắng Trung Quốc để tạo ra sự thay đổi cho bóng đá Việt Nam trong năm 2022. Tôi muốn nêu cao khẩu hiệu mới, Việt Nam là một tập thể của những sự khao khát và cống hiến mới." Thầy Park chia sẻ. Chuyển sang thông tin khác, huấn luyện viên Úc lên tiếng khi bị học trò chỉ trích. Các bạn thân mến, ông Graham Arnold, thuyền trưởng của tuyển Úc, sẵn sàng hứng chịu chỉ trích của dư luận để cho các học trò tập trung chơi bóng. "Các cầu thủ đọc mọi thứ, tôi nghĩ rằng họ không đối mặt tốt với những lời chỉ trích trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tôi luôn ủng hộ các cầu thủ, họ là ưu tiên hàng đầu của tôi. Điều tôi cần làm là sẵn sàng hứng chịu chỉ trích của giới truyền thông cho học trò." Ông Arnold đã chia sẻ trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Tuyển Úc đang chịu nhiều sức ép. Sau trận hòa một đều trước Trung Quốc, họ bị tụt xuống vị trí thứ 3,
kém Nhật Bản ở lập sút lần lượt là 1 và 5 điểm. Trang báo Ligo Mercury cho biết là tuyển Úc nhận không ít những chỉ trích. Mark Bosnick, cựu thủ môn của tuyển Úc, nghi ngờ khả năng giành vé dự World Cup của thầy trò Mark Non. Dù vậy thì vị huấn luyện viên này tin rằng là đội bóng của ông có thể giành vé đến Qatar vào cuối năm nay. Cụ thể ông tự tin cho biết: "Tất cả những gì mà tôi làm ở đây là để giúp cho các chàng trai thực hiện ước mơ. Tôi muốn giúp họ có một hành trình đáng nhớ như những gì mà tôi đã trải qua. Có một cuộc sống tuyệt vời với tư cách là một cầu thủ và huấn luyện viên. Nếu có thể cho các học trò một hành trình như vậy thì tôi sẽ hạnh phúc thay họ." Ở trận gặp Việt Nam tới đây thì ông Agnon sẽ không thể chỉ đạo vì mắc Covid-19. Theo tờ The Sydney Morning Herald thì các công việc tại đội tuyển Úc được giao cho trợ lý số 1 Ren Mullenstein. Ông Mullenstein từng là cộng sự của Sir Alex Ferguson tại Manchester United từ năm 2007 đến năm 2013. Vị huấn luyện viên này đã tham gia vào huấn luyện của tuyển Úc từ năm 2018. Tuyển Úc cũng đã có các ca chấn thương đáng tiếc của Harry Suter, trung vệ cao 1m98 và tiền đạo Adam Tagak. Bên cạnh đó thì tiền vệ Adin Rustic cũng không thể góp mặt vì nhận đủ 2 thẻ vàng. Như đã biết là Văn Toàn và Tiến Linh không thể đối đầu với Úc trong trận đấu tới đây ngày 27 tháng 1. Đức Trinh thì trước đó gặp chấn thương và không lên tuyển. Cho đến lúc này, hàng công của chúng ta được đặt dấu hỏi lớn khi thiếu vắng nhiều trụ cột. Trong tay ông Park Seo chỉ có mình Công Phượng là tiền đạo cứng được ra sân thường xuyên qua các trận đấu. Chính bởi thế mà bản thân ngôi sao gốc Đô Lương này cần thể hiện được vai trò cũng như khả năng săn bàn của mình ở trận đấu gặp Úc tới đây. Sau khi nhận trận thua 1-3 trước Ả Rập Xê Út ở lượt trận đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park Seo đã triệu tập gấp Công Phượng để tính toán cho các lượt trận tiếp theo của tuyển Việt Nam. Song thì vì những lý do một số tỉnh thành thời điểm đó đang thực hiện chỉ thị 16 mà những chuyến bay nội địa bị hạn chế rất nhiều. Để rồi, mãi đến ngày 9 tháng 9, tức là đã qua trận đấu lượt đi giữa Việt Nam và Úc 2 ngày, Công Phượng mới có mặt. Và thế là phải chờ tới hơn 3 tháng để cho tiền đạo 26 tuổi có dịp chạm trán với Úc. Bây giờ Công Phượng đã bước lên một vị thế mới là mũi nhọn số 1 của đội tuyển Việt Nam khi Tiến Linh vắng mặt do Covid-19. Bởi vậy mà sẽ không bất ngờ nếu ông Park Seo đưa cầu thủ này vào sân ngay từ đầu, dù Thanh Minh cũng như Tuấn Hải đang cạnh tranh gay gắt. Cách chơi của Công Phượng là khác xa với những nhân tố còn lại trên hàng công của đội tuyển khi không phải là trung phong thuần túy. Anh không đón lõng ở trên cao, chờ đợi đồng đội chuyền bóng rồi mới xoay sở. Thay vào đó, ngôi sao của tuyển Việt Nam thường xuyên phải di chuyển rộng nhằm khiến cho hai trung vệ của đội bạn mất đi tính liên kết, từ đó sẽ mở ra khoảng trống cho các đồng đội khác. Cũng từ cách chơi như thế mà Công Phượng từng đã có 2 bàn thắng vào lưới Iraq ở vòng bảng và một pha lập công vào lưới Jordan ở vòng 1/8 tại vòng chung kết Asian Cup 2019. Còn lại thì tại AFF Cup 2021, trong 2 bàn thắng trước Lào và Malaysia, tiền đạo này như từ dưới đất chui lên để đưa bóng vào mảnh lưới của đối phương. Sẽ thực sự mong chờ màn trình diễn của Công Phượng ở trận đấu tới đây gặp Úc khi tuyển Việt Nam của chúng ta phải thi đấu trên đất khách. Trong dàn lực lượng của Tây Bắc, cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai là người có duyên với mảnh lưới của đội Úc nhất. Khi còn chơi bóng cho các lứa U thì Công Phượng cũng từng nhiều lần gieo sầu cho đại diện đến từ xứ sở chuột túi và khiến cho tất cả phải trầm trồ về cái duyên của Công Phượng. Còn nhớ năm 2014, U19 Việt Nam đã tạo nên một cơn địa chấn khi đánh bại U19 Úc ở vòng loại U19 châu Á. Đó là trận đấu mà chúng ta đã hạ gục đối thủ với tỷ số đậm 5-1, trong đó Công Phượng đóng góp 2 bàn thắng. Đáng chú ý là tình huống cầu thủ này đã tạo nên một khoảnh khắc khó tin khi từ giữa sân anh tự tin cầm bóng dê dắt giữa vòng vây của 5 cầu thủ Úc, tiến sát đến vòng cấm địa và bất ngờ tung ra cú dứt điểm làm nổ tung cầu trường. Tưởng chừng đó là bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Công Phượng, nhưng cũng vào năm 2014 tại giải U19 Đông Nam Á, Công Phượng còn có pha lập công xuất sắc hơn rất nhiều. Anh đột phá qua một rừng hậu vệ của đội Úc trước khi thực hiện một cú sút như sấm sét ấn định chiến thắng 1-0 cho U19 Việt Nam. Sân vận động Mỹ Đình năm đó đã được dịp bùng nổ. Cũng kể từ đây thì Công Phượng đã được tờ Express ví von là Messi phiên bản Việt Nam. Chính vì thế mà nhiều người kỳ vọng vào cái duyên ghi bàn của chàng trai quê Nghệ An này sẽ phát huy ở trận đấu tới gặp Úc. Những pha đi bóng của Công Phượng chắc chắn là sẽ khiến hàng thủ cao to của đội bạn gặp khó. Và nếu mang được một điểm về thì đó sẽ là cái Tết sớm cho người hâm mộ Việt Nam. Kính thưa quý vị các bạn, trên đây là toàn bộ bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay 24 tháng 1. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.